chào các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với chuyên mục Lunch Break. Mình là Sĩ Phạm. Và mình là Kiên Phạm. Và hôm nay là lạ không? Hôm nay hơi lạ không? Hôm nay là một video kiểu chúng ta có bánh mì. Chính thức thông báo là mình và Kiên Phạm đã quay trở lại Việt Nam. Đây chắc là video đầu tiên Kiên Phạm quay Việt Nam chưa? Video đầu tiên đấy, video chính xác là đầu tiên luôn. Video đầu tiên của anh thực ra là sáng nay anh vừa đi quay rồi. Quay xong buổi sáng thì hôm nay chiều đi quay. Đợt trưa đi quay lunch break với Kiên Phạm luôn. Mình quay từ sáng sớm, xong rồi trưa thì ra đây. Đang ngồi ở tập sáng nay đi tập. Comeback. Bây giờ thì bọn mình đang có mặt ở Sipping Bar, cái quán cà phê ở Cung Viên Thống Nhất. Khá là nhã, nếu các bạn đến đây vào mùa thu, mùa xuân rất là đẹp ấy. Thật, nhưng mùa này hơi nhét các bạn ạ. Mùa này sắp mùa hè. Anh về đây có quen thời tiết không? Thực ra lúc anh về nhá, là hôm nhiệt độ ở Nhật cũng tăng, nhưng mà nó cũng không nóng như thế này. Nóng quá. Đấy. Có gì các bạn thông cảm nhé. Bọn mình vừa ăn vừa nói chuyện với các bạn nha. Bọn mình phải vừa chấm mồ hôi. Nói chung là cảm giác Việt Nam khá thú vị. Video quay đầu tiên, nhiệt độ thay đổi, không gian mọi thứ thay đổi. Thế là được cái là không gian của quán cà phê rất là đẹp và Cung Viên Thống Nhất đẹp à? Có view cũng thay đổi mà, cũng rất đẹp mà. Phóng ra đây là cũng có quả hồ, ok. Nhưng mà trông cảm giác chắc là sẽ khác đấy. Đúng rồi, cảm giác khác. Nghe tiếng còi xe rồi mọi thứ nó cái vibe nó khác hẳn. Đúng rồi, cái vibe khác hẳn, cảm nhận. Mình đi công viên ở Nhật thì thường là nó xa đường chính. Đúng rồi, cảm nhận. Chẳng nghe gì, hoặc là vào trường của anh thì cũng đâu có xe cộ nhiều, ít phương tiện cá nhân hơn. Còn ở Việt Nam thì không khí năng lượng cảm giác là khác hẳn. Khác hẳn, không được. Cũng rất là thú vị đấy. Cũng khá là, ý là mình, anh ấy cũng thấy cũng rất là đón chờ lunch break ở Việt Nam. Không biết là nó sẽ diễn ra như thế nào nữa. Và thêm cái nữa ấy, lunch break ở Việt Nam là anh em còn gọi hội, gọi thuyền đi quẩy quẩy được. Có khi là bọn mình sẽ có thêm bạn lên lunch break nữa. Chứ còn ở Việt Nam thì, chứ còn ở Nhật thì đây có mỗi hai anh em mình. Đấy, mọi người có bảo là có mỗi hai ông già một nói chuyện với nhau. Nhưng mà giờ khả năng là sẽ khác, biết đâu các bạn sẽ thấy buổi trưa bọn mình ăn là có thêm khách mời thì sao? Thật. Được không? Các bạn muốn mời ai thì nhắn bọn mình cùng dưới nhé. Rồi. Để giới thiệu xem hôm nay ăn gì đây. Mình thì có trà hoa hibiscus. Cái này là ngủ. Trơn thế. Cái này là cái gì? Trà xíu mại ấy, cái gì ấy? Trà xíu mại. Ừ, nó hơi chua một tí. Được cái anh thấy đồ ăn, đồ uống Việt Nam thì phong phú. Phong phú hơn. Công nhận riêng quả nước uống này đúng không? Ở lunch break ở Nhật 100% anh em mình là đúng trà. Đúng trà. Đặt. Còn bây giờ là chúng mình được uống nước uống trong cốc hẳn hòi. Với cả lunch break mà quay ở trong quán xá các thứ nó cũng khá là khó. Cũng khá là khó. Tại vì mọi người thực ra mình không quay họ đâu, nhưng mà cái người ta rất là quan tâm đến privacy của người khác ấy. Nghĩa là nếu mà vô tình ai đấy lướt qua chẳng hạn mà họ có mặt ở đấy, có khi là họ lại kiện cáo rồi này kia, nó rất là gắt gao cho cái chuyện đấy. Còn ở Việt Nam thì Việt Nam mình thoải mái hơn một tí, thật. Ừ, thoải mái. Các bạn cũng khá là hỗ trợ, mình nghĩ là phí họ sẽ suôn sẻ. Hôm nay bọn mình có bánh mì, cái gì, thịt chiên nướng. Thịt chiên nướng. Đây là quán Bà Ngà ở Quang Trung, quán mình cũng khá là tủ. Sao vậy? Đây trông giống lunch break Việt Nam hẳn thế nhỉ? Chả có món nào tủ của Kiên hết nên là chắc là lunch break từ giờ chỉ có anh xin đi mời food blogger đi cũng được không anh nhỉ? Nhờ ai đấy giới thiệu. Chính ra là đồ ăn ở trên ẩm thực ở Hà Nội, Sài Gòn ấy, ở trên các cái phố lớn ấy, hình như cái này của anh, cái này không ớt. Anh gọi không ớt, cái này có ớt, anh vừa nhìn thấy, đúng không? Nói chung là ai vừa về nước, mọi người mới đi nước ngoài một thời gian lâu ấy, lúc mà vừa về lúc nào cũng sẽ bị một chút so sánh ấy. Anh về thì anh hơi bị hụt hẫng một tí. Hụt hẫng về rất là nhiều thứ. Lúc là cảm xúc ạ. Tại vì anh rất là thích Nhật Bản, thích Tokyo, thích Yokohama, rất là thích văn hóa, cuộc sống, mọi thứ ở Nhật Bản. Thì lúc mà biết là mình phải rời xa cuộc sống đấy thì về mặt cảm xúc là cũng hơi hụt hẫng nhẹ. Anh xin vừa về phát ngày hôm sau nhắn tin kết bạn. Buồn quá, nhớ quê quá. Cái kết bạn về nước thì thế nào? Cái cổ của thầy háo hức không? Em thì có thể là khác với anh thế, bởi vì là đợt Tết là em về rồi đúng không? Hoặc em qua lại khoảng cái đoạn khá là ngắn. Thì em cảm thấy là cũng không có gì quá mới, thì cũng không gì gọi là sốc văn hóa nữa cả. Để khoảng thời gian ở lại quay lại Nhật mà ngắn ấy. Đấy, với lại cái thứ hai nữa là anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái biệt thự Việt Nam rồi. Cho nên là về thì bây giờ là em chỉ có ở Nhật là mông cự ấy, phàn nàn ấy. Và chỉ phàn nàn đầu tiên thì chính là về cái thời tiết này. Với lại cái thứ hai nữa là giao thông Hà Nội. Thì còn đấy không? Chứ còn lại dừng ra đối với em thì em thấy em cũng một con quen. Nhưng mà lúc mà biết là mình sẽ không ở Nhật theo cái kiểu là
ở đấy thêm một thời gian dài nữa. Kiểu có cảm giác gì không? Kiểu như là thực ra trước đấy là trong bao nhiêu năm vừa rồi thì đấy là cuộc sống của mình ấy. Lúc mà về Việt Nam có nhói lắm. Nhưng mà cái đấy nó lại cái cảm giác đấy nó lại từ Tết rồi cơ. Ừ. Em xác định cái hướng đi đấy. Tự nhiên mình kiểu này cái đợt mà đúng cái hôm mà anh up cái vít đi Yokohama đi cảnh. Ừ. Sau em nhìn xem video của Shin Tan không bắt đầu nhớ nhật các bạn ạ. Không biết sau này bao giờ mới được như thế tiếp. Xác định về Việt Nam ạ. Tại vì sự điều đấy. Thực ra là không phải là không bao giờ bọn mình qua lại Nhật nữa, nhưng mà để mà có cả một khoảng thời gian dài anh em học hay anh đi làm và có cuộc sống thực sự ở Nhật ấy, nó sẽ rất là khác ấy. Tớ mình hay nói với mọi người là mình thích sống ở Nhật, nhưng mà không phải là kiểu đi du lịch, mình muốn có những cái stress. Đúng rồi. Ở Nhật những cái stress học hành, stress đi làm, nó giống như là mình đang hòa nhập vào cộng đồng ở đấy. Còn những lần sau mình đi, mình có thể thời gian nhiều ít gì đấy, nhưng mà cũng không có cái cảm giác sống nó gọi là gì nhỉ, chân thật và hòa nhập như vậy, đúng không? Không, có nghĩa là kiểu mình thực sự là mình sống ở đấy. Sống ở đấy. Bây giờ mình đâu được gọi là resident chính thức nữa đâu, đúng không? Ừ. Không, chính xác thì em vẫn còn visa, em quay lại được. Anh thì resident vẫn còn, đúng không? Nhưng mà ý là mình không thực sự là công dân ở đấy nữa. Thì gọi là bây giờ đến sau, lần sau mà đến Nhật là vai trò cũng khá khác đấy. Khá khác ạ. Thế là mình cũng hơi buồn một chút. Không phải là vì mình kiểu không thích Việt Nam hay thế nào, nhưng mà giống như là người ta có cái gì nhỉ? À, khi ta đến đất là nơi ta ở, khi ta đi đất đạo hóa linh hồn, đúng không? Thì cái cảm giác nó kiểu vậy, kiểu nó rất là quyến luyến. Bình hoa. Ừ. Về Hà Nội cái nghìn tâm văn tưởng ngay. Cá gấp nước về đúng chỗ. Thế bây giờ so sánh một tí đi, đang trong tiện đà so sánh. Về cái gì ở Nhật hơn mà cái gì ở Việt Nam hơn? Nhiều thứ lắm. Thực ra trong khoảng thời gian một tuần đây rồi cũng gọi là có một chút sốc văn hóa ấy. Sốc văn hóa ngược. Mọi người hiểu cái khái niệm sốc văn hóa xuôi và sốc văn hóa ngược không? Xuôi là mình đến một nơi mới, mình thấy mọi thứ nó khác biệt, cảm xúc khác biệt, rồi phong tục tập quán mọi thứ khác biệt. Còn sốc văn hóa ngược ấy là mình đã có một cái định hình về cuộc sống mới rồi. Mình về với những thứ quen thuộc, mình bị sốc bởi những chính những thứ quen thuộc đấy, bởi vì mình có cái sự so sánh ở nước ngoài, đúng không? Thì cũng có sốc văn hóa ngược một chút. Cái này rất là real nhá, sốc văn hóa ngược là rất là nó có đấy. Đấy, ví dụ như là vừa bước xuống khỏi máy bay cái là độ ẩm khác. Không khí nó nặng trĩu luôn. Xong rồi Việt Nam hoặc là Hà Nội đang trong cái mùa xây dựng hay sao ấy, hoặc là mùa nồm, anh thấy trời nó rất là bụi, rồi nó tối. Em mới về kiểu uầy. Và thực sự mình đi 6 tháng thì không hẳn là quá dài, nhưng mà anh không thể nhớ nổi là Hà Nội trước đây 6 tháng nó có bụi thế này không? Hay là giờ này năm ngoái nó có bụi thế này không nữa? Kiểu, nhưng mà mình đang ở Nhật, một đất nước gọi là sạch, gọi là nhất nhì thế giới. Về cảm giác không khí, thực ra là nước hôn đới nữa, không khí nó khác lắm. Về thấy cũng uầy, không thể tin được Việt Nam nó đang, nó vẫn như thế này trước đến giờ à? Kiểu vậy, chứ không kích sốc. Còn nhiều thứ nữa, như là xe cộ đường xá, tự nhiên thấy cũng hơi ngại lái xe, đúng không nhỉ? Bắt đầu kiểu thấy sợ sợ ấy, kiểu cảm thấy kiểu ai lười thế, biết thế được đi tàu kiểu đấy, lên trên tàu thích làm gì làm. Các bạn là đi nước ngoài mà đi những chỗ mà có phương tiện công cộng nó tiện ấy, xe buýt này, tàu điện các thứ mà quen rồi ấy, thì sẽ thấy là đi thế sướng vãi, chả nhất thiết phải có phương tiện cá nhân ấy, kiểu xe sang không có quan trọng đấy, không sướng bằng được ngồi ghế sau hoặc là có người lái cho, xong mình đi một cách vô tri. Kiên phạm mà về Việt Nam cái còn lùi xe móp đít luôn. Lúc đấy mình đang ngồi trên tàu ngủ gật, chả phải lo nghĩ gì về ông lái tàu đi thế nào cả, tự nhiên trên dây rồi. Về đây đúng là cũng hơi sốc một tí, nhưng mà cũng có nhiều thứ cảm thấy hào hứng. Kiên Phạm thấy có gì hào hứng lúc về Việt Nam không? Anh có nhiều lắm nhưng anh trả lời sau. Hào hứng á? Hào hứng là trước tiên là về mặt là tình cảm đi. Mình tình cảm với em đi lên. Còn những người bạn cũ hoặc là những người bạn mà bây giờ đang mong chờ mình về để làm cái gì đấy các thứ thì được gặp nhau rồi ngồi trò chuyện các thứ. Bị cái là ở Nhật đúng là hơi buồn. Thôi ở Nhật thì đúng là hơi kiểu buồn. Cuộc sống chất lượng rất là cao, thời tiết rất là đẹp. Mỗi tội là loanh quanh. Anh em đi qua đi làm với nhau. Hai ông già ngồi nói chuyện với nhau không? Lúc mà anh mới tốt nghiệp đại học, có nghĩa là hồi đi Nhật lần trước của mình ấy, mình tốt nghiệp đại học xong
Lúc mà học thì rất là vui, nhưng mà lúc mà mọi người, bạn bè anh, tại vì anh học chậm mất 6 tháng, bạn bè tôi nhìn thấy được bác, anh cảm thấy là đất nước Nhật nó trống trơn luôn. Kiểu bà không hiểu giờ mình ở đây làm gì nữa. Nó không. Cái tập trước mình nói về cuộc sống giàu ý nghĩa đấy, yếu tố con người là quan trọng nhỉ? Bạn bè về hết bác. Về hết bác nhỉ? Tuy nhiên thấy Nhật Bản là đất nước trực dẫu. Kiểu biết bao nhiêu thứ fancy, công nghệ, rồi thời tiết, rồi dịch vụ hay ho như thế. Nhưng mà lúc mà không có cộng đồng phát, tự nhiên thấy mấy cái đấy vô nghĩa luôn. Nói theo về đây kiểu đáp mình được chào đón đấy. Chào đón. Nhưng mà anh lần này về đây thì anh không có cảm giác kiểu đấy nữa. Nhưng mà cái lần trước đi học đại học ấy, thì cảm giác đấy rất là rõ nét luôn. Kiểu rất là muốn về đây để hòa nhập với mọi người, chơi mọi người, kết nối với cộng đồng ở Việt Nam. Một lần này về thì không phải lần này về thì lần này về anh có cái cảm xúc nặng hơn một chút, là bởi vì bây giờ anh muốn sang Nhật sống tiếp ấy. Giờ chẳng nghe học tiến sĩ à? Rất là khó, ý là có nghĩa là cơ hội càng ngày nó càng ít đi để mình làm những việc đấy nữa. Và lần này về là xác định là cơ hội gần như là bằng không rồi đấy. Quay lại và để sống cuộc sống ở Nhật Bản là khó, trừ khi bớ được cô vợ Nhật hay là quyết định học tiến sĩ thật. Có phải là đại thời điểm hiện đại thì anh muốn sống ở Nhật đúng không? Có tim thì anh muốn thế, nhưng lý trí thì anh biết là anh nên ở đây, anh làm những việc ở đây. Không bỏ. Còn tất nhiên là yêu thích thì vẫn là rất thích quay trở lại Nhật, sống cuộc sống ở Nhật. Không. Nhưng mà nó phi logic quá, nó không có cái gì để... Nó cảm xúc mà, nó phi logic mà. Giống như là em bây giờ các bạn xem đúng không? Có thể các bạn mở thấy cuộc sống hai thằng sinh nhật. Có thể là em bắt đầu đi ra, bị vùi nước ngoài tí rồi bắt đầu về xe Việt Nam. Không phải. Thế, nó cảm xúc rồi, đúng không? Bây giờ bọn mình sẽ cảm thấy thế thì bọn mình chia sẻ ra các bạn là như thế. Chứ mà là bọn mình bảo bọn mình không muốn sống ở Việt Nam. Việt Nam vẫn là một nơi rất là nhiều cơ hội. Bây giờ bọn mình cũng cảm thấy là bọn mình cần phải nắm bắt cái cơ hội như thế này. Việt Nam là một nơi rất là nhiều anh em, bạn bè, gia đình, các thứ, tình cảm tràn đầy. Cái chuyện đấy là chuyện đương nhiên, đúng không? Nhưng mà đột nhiên mình cảm thấy như kiểu khi mà bản thân mình sống ở Nhật ấy, nó có một cái vibe, cái năng lượng nó hoàn toàn khác. Mà một cách kỳ diệu nào đấy thì mình thích cái này, đúng không? Nhất là Yokohama nhỉ? Kiểu vậy. Mình bị xin phạm thuốc quả Yokohama bây giờ cũng kiểu nghĩ mẹ. Nhưng mà ở Nhật anh thấy mình tự nhiên mỗi lần đi Nhật xong anh thấy mình hướng nội hơn đấy. Nhưng mà về Việt Nam lại cảm thấy mình hướng ngoại hơn tí nữa. Ở Nhật kiểu mọi người thế nào nhỉ? Mọi người ít giao tiếp với nhau ấy. Có nghĩa là với người Nhật hay là bạn bè trường lớp, thường là họ chỉ quan tâm việc của họ thôi. Cũng có một vài bạn bè người Nhật nhưng mà không phải là kiểu quá nhiều. Không thấy được cái sự kết nối sâu như là với bạn bè anh em mọi thứ ở Việt Nam. Chứ cũng cảm thấy hướng nội hơn một tí. Mà ra đường cái không khí của mọi người ấy, lúc mà mọi người ở Nhật rất là tấp nập nha, Tokyo cực kỳ đông, cũng tắc đấy. Tắc không phải theo cái kiểu tắc đường, nhưng mà ý là chen nhau trên tàu và đi những khu trung tâm thương mại hay khu ga lớn ấy, rất là nhiều người nhưng mà kiểu như là ai biết việc đấy luôn, người ta không để ý nhìn nhau hay các thứ đâu. Nhưng mà công nhận còn một cái nữa mà em vẫn cảm thấy rồi, may đợt này em mới bị một lần, đúng là quái bị soi. Ở đâu? Bị soi. Ở đâu? Ở Việt Nam á? Nhớ. Ôi đúng không? Em hiểu cảm giác của anh hơn rồi đấy. Hôm trước đang ngồi nói chuyện với ông anh cùng bạn, ngồi ở cộng thôi. À, thế là có mấy bạn cũng thấy chắc là biết được mình với cùng bạn mà. Bắt đầu kiểu chỉ rồi cùng bạn kiến tạo này, ta nói kiểu đấy. Thôi tại sao mọi người không đến chào hay là mọi người cứ đến kiểu say hi các thứ thôi. Chứ cũng đâu nhất thiết là phải kiểu thế. Nhưng mà ở Nhật thì hoàn toàn chắc chắn là 100% là không. Thế là mọi người ở Nhật vào chứ không quan tâm rồi đấy. Đúng ở Tokyo đấy có mấy lần đúng không, Lil Nas X này làm mấy cái Travis Scott này đi bộ ra đường không ai quan tâm, không ai biết, không biết là ai. Đứng giữa kiểu metro luôn, rồi ghép cái ảnh kiểu mẹ I'm famous người kiểu đấy, không ai quan tâm, thực sự không ai quan tâm. Thôi bây giờ đang có cái dần ảnh gì anh Cha Eun Woo đi bộ đường Nhật ngắm hoa anh đào đấy, không ai quan tâm luôn. Thực sự không một ai quan tâm, mà kiểu đây là cái private space của các bạn, thế là xong. Mình chắc chắn là Việt Nam mình là đấy bùng. Anh xin kiểu gì bảo anh xin à cho em hoặc là có thể các bạn đến bắt chuyện với bọn mình còn vui hơn là kiểu cứ nhìn xong rồi chỉ ra thử. Có hơi không thoải mái không? Chứ mỗi lần về Việt Nam lại thấy Việt Nam thay đổi khá nhiều thứ. Mặc dù là hụt hẫng bởi vì
có thể là chất lượng cuộc sống hơi đi xuống. Và nó cũng là làm anh rất là phấn khích ấy. Ví dụ mình vừa hơi bất ngờ, trên tạm hỏi bạn được Apple Pay không? Có Apple Pay. Có Apple Pay mà. Cầm điện thoại chạm. Cảm tưởng tương lai mà, mặc dù trải qua hết rồi nhưng mà không cảm thấy nó phấn khích gấp đôi ấy. Có nghĩa là nếu mà mọi người chưa trải, ví dụ lấy ví dụ cái nào nhỉ? Muji đi. Anh em mình biết Muji thì mình đi Muji rất là nhiều rồi, nhưng mà đấy là ở nước ngoài. Thì là biết lúc biết Muji ở Việt Nam có ấy. Cảm mình phấn khích mà. Phấn khích mà. Kiểu bảo uầy, Việt Nam quá nhiệt của anh. Bảo thì ăn bổ bữa là thế nào? Đấy đang vứt nó. Anh cảm tưởng là mình phấn khích gấp đôi người bình thường ấy. Kiểu như là uầy, có những thứ như thế ở Việt Nam rồi. Còn các bạn mà ở Việt Nam mà chỉ biết đến Muji kiểu online hay là chưa thấy bao giờ ấy, thì sẽ thấy là ồ, một brand mới. Nhưng mà anh thì anh nghĩ là anh phấn khích gấp đôi khi mà có những chuyện đấy xảy ra ở đây ấy. Đúng rồi, công nhận, công nhận. Kiểu để anh thử cảm tưởng nhé. Bây giờ mà có store của Rick, store official của Rick Balen ở Việt Nam thì thực sự là kiểu uầy, mình cảm thấy kiểu Việt Nam mình đi lên rất nhanh, đi đến cái gì rồi ấy. Kiểu kiểu thế cũng khá là ok, khá là hay. Thậm chí là lúc mà anh thấy Việt Nam bắt đầu chạy thử tàu điện một cái thứ ấy, anh thấy rất là phấn khích. Kiểu em mà tàu điện anh đi thử chưa? Rồi. Thế à, em chưa đi bao giờ rồi. Em smooth. Thế á? Nhưng mà ghế nhựa mà. Cái đấy là do thời tiết thôi. À. Tại vì ở bên kia nó là ôn đới, thời tiết nó khô ráo hơn. Ở đây mà làm ghế bọc nỉ như thế á. Mốc xong rồi đi lau dọn cũng khổ cơ. Công nhận, công nhận. Cái đấy là do thời tiết à đấy. Ôi rồi, để mình kể cho các bạn. Mình về, mình bắt đầu dọn tủ với các thứ sắp đồ đúng không? Mình mở tủ ra. Áo em bị mốc, toàn bộ áo màu đen, quần vũ ấy, quần cái gì gọi là len các thứ kiểu nó mốc các bạn. Mà trong cái đó mình chỉ để ở nhà đấy của mình, không ai động chạm, không ai gì cả, để yên thôi, nó mốc. Wow, mình kiểu anh cũng bị mốc. Lần đầu tiên trong đời em phải xử lý mốc luôn. Anh thấy đợt vừa rồi mọi người bảo là một trong những đợt nồm nhất từ trước đến giờ. Anh mốc người thế, cửa nồm khá là nặng ấy. Tại vì cả tủ quần áo bị mốc. Đấy. Wow, kiểu bị sợ ấy. Xong bố anh còn bảo là có ai vào phòng đâu, nó vẫn thế từ trước ấy, hay là áo hồi trước giặt chưa khô hẳn. Không, thì đấy chả liên quan luôn. Đấy bố anh bảo thế. Nó mốc mà, ở nồm mốc vãi, không có người ở lúc đấy. Ui, thực sự luôn. Từ trước đến giờ tất cả những món đồ của mình đều bảo quản, nói chung là đúng cái standard nhất có thể để mà giữ. Nhưng mà đúng là ở Nhật bảo quản quần áo dễ hơn rất là nhiều. Nước quần đời nói chung. Nhưng chỗ nào khô ráo. Còn về Việt Nam kiểu nó mốc ạ. Thế bây giờ mình lại phải đi mua một cái máy hút ẩm. Xong rồi suốt ngày mở cửa tủ ra để mà hút ẩm cho bớt đi. Xong rồi mấy cái kia lại phải ngâm nước rồi bắt đầu giặt tay các kiểu phiền. Anh vừa phải đi vừa là gọi là filter lại quần áo và đi giặt hết lại đồ một lượt để cho gọi là nó hết mốc, xong nói chung là lau hết lại cả phòng và cả tủ quần áo nữa. Bật điều hòa khô xong đặt thêm mấy cái hộp hút ẩm trong phòng. Đấy, chứ còn ở Việt Nam đúng là ẩm nhờ. Sợ thật, công nhận. Cảm thấy là mình phải kiểu extra care cho đồ trong nhà ấy. Đúng rồi, công nhận. Khó giữ đồ cho nó mới và nó đỡ ít hỏng hơn. Công nhận. Nghe em đang nghĩ là kiểu đấy, sẽ có một nội dung về cái vấn đề này. Bây giờ thực sự là mình trải nghiệm ở Việt Nam mình thấy là kiểu ở Việt Nam cũng có nhiều vấn đề. Giữ ẩm quần áo thế nào? Giữ ẩm quần áo hay là giữ khô quần áo như thế nào? Thử. Thế về nhà ăn cơm mẹ nấu thấy sao? Thế thích không? Em thấy cảm giác ăn cơm nhà nó lâu lâu được ăn một bữa nó vui. Vui đúng không? Sao anh thích cảm giác mà cũng ăn thì có vẻ nó cũng hơi có vấn đề. Ăn được cuộc sống à? Ăn được cuộc sống ấy. Nhà mình rất hay là có kiểu bố mẹ bảo ăn là con phải ăn, không ăn là sẽ bị ngồi chửi hay là bị nói chung là nói cả ngày. Nghĩa là theo kiểu là ăn là nghĩa vụ ấy, chứ không phải ăn là việc này đâu. Cái đấy vừa là một điểm hay, một điểm thú vị nữa là kiểu của Việt Nam ấy. Đấy là văn hóa gia đình rất là cơ bản ấy. Gia đình nào mà cơ bản nền nếp ấy, là bố mẹ và mọi người đều thích như thế. Nhà anh thế mà, mọi người rất là ưu tiên cái việc mà ăn cơm cùng nhau nhá. Không quan tâm là bạn no đói nào, nhưng bữa cơm mọi người rất là thích là lúc đấy là mức mọi người kiểu quây quần, tụ họp lại, chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Thế em cũng quây quần, nhưng chẳng qua em không ăn thôi, nhưng không được. Chứ không nhìn tiền nấu không? Thôi đấy, chứ là kiểu cảm thấy một hai bữa ok thì ok, nhưng mà công nhận á, kiểu em sống ở Nhật tới cũng 6 năm rồi mà. Thì đồ mình tự lo, tự khe, tự ăn. Hôm nào mệt quá thì mình đi ăn ngoài hoặc là các thứ kiểu. Vậy mình cũng thoải mái hơn. Nghĩa là mình chưa quen với cái nếp sống. Đúng rồi, chưa quen nếp sống. Với cái thứ hai nữa là em cũng chưa quen với cái chất lượng. Chắc cũng tùy từng nhà nữa ấy. Nhưng mà ví dụ như nhà mình thì là bố mẹ rất là thích tống dầu vào.
để mà chiên với các thứ kiểu thì em ăn kiểu em cảm thấy bị rác người ấy. Đúng cái cảm giác như kiểu là bú McDonald's với lại là KFC xong ấy. Thực ra mà mình cái này không hẳn là do mình đi nước ngoài đâu, mà là do mình sống giống một mình quen rồi, chỉ riêng quen rồi, thì mình có cái cách sống của mình mà bắt đầu hình thành cái lối sống riêng. Thế lúc mà khớp về với cuộc sống gia đình mà cuộc sống chung ấy, thì mình cảm thấy nó khác hơn. Thì cái hồi mới về nước lần đầu tiên, anh cũng có cảm giác như thế, kiểu cảm giác là bố mẹ ăn uống rồi giờ giấc nề nếp nó rất là khác mình thì đang quen 4-5 năm liền. Mình ăn theo nếp của mình ngủ theo nếp của mình, tự nhiên về đây phải khớp theo nếp của người. Ví dụ ở chung với bố mẹ rất hay kiểu là một là ăn là một chuyện đấy em, nhưng mà cái chuyện mà mọi người dậy sớm cơm nước rồi mình cũng nên dậy sớm, bố mẹ rất thích như thế. Hoặc là đi ngủ cũng không thể nào quấy bố mẹ đến cả đêm được. Còn mình ở Kiên Phạm đợt vừa rồi thì có những đêm anh em ăn xong tối lại ngồi nói chuyện rồi uống ăn linh tinh đến tận sáng luôn mà. Thì đấy là cuộc sống của người trẻ với cả người có gia đình nó hơi khác nhau. Thế về chưa quen thôi, nhưng anh nghĩ là dần dần rồi quen. Hoặc là mình sẽ có cách để mình thích nghi, những cái biện pháp khác đúng không? Ở riêng cái đấy cũng chả phải do ở nước ngoài đâu. Anh nghĩ là chỉ cần các bạn đi học ở Hà Nội, ở tỉnh khác ấy, về cũng sẽ thấy cái cảm giác nó tương tự như vậy. Có ngoài của giòn đấy, ăn không phải nhìn giá. Công nhận. Được rồi, đi Nhật thì tiêu không biết bao nhiêu tiền mà tiền ăn luôn. Công nhận, mình bất ngờ cực. Em thử tra kiểu ví dụ như là vài cái nơi fine dining ở Việt Nam mình ấy. Em nhìn xong em gãi đầu không bảo má. Nó bằng một bữa ăn bình dân của mình bất xử rồi. Ở Nhật đấy chứ. Ở Nhật một bữa kiểu ví dụ như là yakiniku đúng không? Anh em mình ăn phè phẫn các thứ là cũng phải gần đến đâu đến 5 sen là tầm 1 triệu. 1 triệu. Nếu mà kiểu ví dụ như mấy hôm anh em mình đi nhậu uống bia craft các thứ ấy thì nó cũng phải lên đến gần 2 triệu thì cũng là ít đúng không? Nhưng mà ở đây fine dining kiểu 1 triệu hơn. Em kiểu what the hell. Nếu mà các bạn xem cái Tokyo Diary của mình ấy thì các bạn biết là mình có đi thử trải nghiệm một cái nhà hàng Michelin. Thì một cái bữa ăn đấy của mình hết tổng cộng là 12 triệu hơn. Thế xong bây giờ mình kiểu về Việt Nam ấy, xong rồi thấy fine dining tầm giá khoảng 2 triệu. Thế xong rồi em kiểu nghĩ kiểu wow, trên đường cập thức à. Kiểu bây giờ mình ăn mình không cần phải quá kiểu đắn đo kiểu kiên ngưỡng những thứ nữa. Thực ra đấy thì cũng chưa phải là anh nghĩ là 2 triệu cũng chưa phải fine dining kinh khủng lắm, nhưng mà kể cả fine dining kinh khủng hơn thì anh nghĩ là nó không quá đắt đỏ như thế. Công nhận, tại vì thực ra các bạn hiểu là đồ ăn ở Nhật ấy riêng cái nguyên liệu nó đầu vào nó rất là đắt rồi. Công nhận, nông sản rất là đắt. Và theo như mình biết nhá, không nhớ hôm trước ai bảo mình thực phẩm ở Nhật ấy, nông sản ở Nhật ấy đến tận 70% là nhập khẩu. Nhập đúng rồi, chính xác nhập. Thế nên là cực kỳ đắt là vì vậy. Thế không phải là do chênh lệch tỷ giá một phần nữa. Chênh lệch tỷ giá với thêm một cái nữa là nhân công của Nhật cao. Còn ở Việt Nam, nhưng mà ở Việt Nam rẻ nhưng mà đồ ăn không hề tệ. Đúng, chính xác. Đây. Ví dụ để rất này, nhiều lựa chọn luôn. Rất nhiều lựa chọn luôn, công nhận. Cái này hết bao nhiêu anh? 110 mấy nghìn. 110 mấy nghìn cộng với cả hai cốc nước. 110 mấy nghìn. 200 nghìn. Bằng anh em mình mua đủ combini ăn đâu. Cổ combini đắt hơn. Combini đắt hơn á. Anh combini mình ăn là đâu đấy anh 300 khi nào cũng phải rơi vào cổ bỏ 2 sen. Là còn đắt hơn đấy. Mà không được nhiều thứ như thế này đúng không? Mà không có nhiều lựa chọn với lại hay ho kiểu như thế này. Thế như là anh thấy người Nga có rất nhiều thứ update nhanh. Có nghĩa có nhiều thứ mà bây giờ ở Nhật mới có mà ở Việt Nam nó có từ lâu rồi. Nên cái gì không? Đồ ăn ship như thế này. Trước mình ở Nhật thì không thể nào mơ ra cái cảnh mà McDonald's ship đến cửa nhà. Các bạn phải đến tận nơi các bạn mua. Thì ở Việt Nam đã từ rất lâu rồi. Các bạn muốn gì lên app đặt là có. Công nhận. Mai đến gần đây Nhật mới bắt đầu có nhiều ứng dụng đặt đồ ăn. Uber này, Demaicam này, gần đứa thì Won hay Wap gì đấy nữa. Có một cái W. Thì chính ra em cũng không dùng mấy cái đấy quá nhiều ấy. Tại vì gần đây nó mới bắt đầu. Gần đây nó mới bắt đầu nó nổi ra, công nhận. Còn ở Việt Nam thì đúng là ship cái gì cũng có. Công nhận. Mà không nhất thiết là phải cửa hàng lớn đâu nhé. Những cửa hàng kiểu như là quán ăn trong ngõ các bạn mà tìm ấy cũng có để ship hết. Mà ở Nhật gần đây mới có. Công nhận, công nhận. Gần đây mới có. Thế cái đấy ở Việt Nam khá là hay. Công nhận, tiện. Đây, anh xin kiểu ngồi mình ra gặp. Đồ ăn đâu? Chưa, đã đặt thì đâu? Tí đặt. Tí đặt, công nhận, tí đến luôn thật. Nhanh. Công nhận.
mình đỡ phải đi lòng vòng. Nhưng mà chính ra như thế nó mới đúng ấy. Bởi vì ở Nhật thì mình còn đi bộ được đúng không? Lòng vòng anh em đi tìm cái này cái nọ cái thứ, ở đây làm sao mà đi bộ được. Bây giờ bà bảo từ đây đi bộ ra đầu kia là em đã thấy mệt lắm rồi. Có một thứ anh thấy rất nhớ khi về Việt Nam là không được đi bộ. Đúng không? Đi bộ nhỉ? Mình đi bộ kiểu nắt đất chân hơn mà. Thì Yokohama đi bộ này nó cứ gần như là toàn bộ là em sẽ chia ra là về thời gian nhé. Thì chắc là 50-50 vừa đi bộ vừa đi tàu. Nhưng mà về quãng đường ấy thì là 60-40 hoặc 70-30 là tàu là 60, đi bộ là 40%. Một ngày đi bộ ở Nhật rất nhiều thì phải luôn 10.000 bước. Phải hơn 10.000 bước là khá là trung bình. Còn hôm nào mà kiểu không đi chơi ấy, đi học đi làm ấy, thì chuyện là 7-8.000 nó là bình thường. Công nhận. Còn về đây mà phát cái biểu đồ đi bộ của anh nó kiểu một ngày mình đi bộ mắc chắc được 2.000 bước. Không biết làm thế nào luôn. Kiểu ở đây mọi người ít phương tiện công cộng, hay đi xe máy với cả. Thực ra là thời tiết nó cũng khá là khắc nghiệt cho việc đi bộ ấy. Bây giờ mình bảo đi bộ quanh cái hồ này thứ thì công nhận đúng là chỉ có thể là mặc đồ thể thao thôi. Chứ còn ở Nhật thì đúng kiểu đây, đúng không? Em mặc như này, đi qua Mai, đi Shibuya, đi Shinjuku thứ là cứ mặc như thế này, cứ thế đi tặng. Chứ bây giờ bảo mình mặc như thế này mà đi vòng quanh cái hồ bảy màu đúng không? Hồ bảy mẫu à? Hay cái gì? Tóm lại là hồ công viên thống nhất, đi một vòng hồ. Là cũng biết thế đấy, là tôi khó đấy. Còn ở kia thì thời tiết cho phép với cả cảnh vật cũng khá là thú vị. Công nhận. Cứ đi kiểu gọi là đi lêu heo luôn đấy. Đúng rồi, công nhận, đi lêu heo nhỉ. Kiểu như hôm anh em mình đi uống bia ở Shibuya. Đấy, đúng rồi. Xong rồi rảnh đi lêu heo ấy, đi bộ xem là à đấy, xung quanh có gì hay không. Đúng rồi, nhớ gì nữa, nhớ craft beer. Ở Việt Nam sẽ ít lựa chọn hơn. Đúng không nhỉ? Kiểu mấy cái quán ở dưới hầm này nó không có. Ở đây công nhận là không có thôi. Với lại là mấy cái có những ít lắm. Em nghĩ là không có chứ. Với cả vẫn là toàn là văn hóa kiểu văn hóa gì nhở, cửa hàng tiện lợi ở đây nó cũng khác ở Nhật nữa. Cũng khác. Anh thấy ở đây ví dụ anh vào siêu thị anh thấy bánh bao bé vãi. Còn nó có loại bánh bao to hẳn thì nó bằng cái cứ đôi tự nhiên chết rồi. Ôi chứ gì về mấy hôm quên tiếng Nhật rồi đấy. Cái gì? Thế tính bánh bao là gì nhở? Hả? Man. Cứ đôi man. Cái bánh bao Lawson ấy to ấy. Thì ở đây có size đấy nhưng mà cái size bé ở Việt Nam ấy, anh thấy ở sơ của cây đúng bé tí luôn. Bé ba ấy. Tại vì ăn không đủ no. Ở Nhật thì mình hay ăn bánh bao. Về Việt Nam mình cũng nhìn thử xem nào. Thế là kích thước nó khác. Với cả ví dụ nha, ở Nhật thì chia cái khoang đồ có cồn và đồ không có cồn nó rất là rõ. Đồ có cồn nhìn nó kiểu vô biên luôn. Về Việt Nam thì anh thấy rất là nhiều hãng kiểu của Hàn và những cái hãng anh không biết nữa. Còn ở Nhật thì lựa chọn đồ đóng lon thì vô biên. Đúng rồi. Bia cảm tưởng là mỗi ngày mình với Kiên Phạm đi chọn một lon thì cả tháng chưa thử không hết đấy. Em với lại thêm một cái nữa ấy, là thực ra ở đây cũng có bia Nhật đấy nhưng hơi đắt với cả hơi ít. Sẽ không được uống đồ seasonal nữa. Combini ở Nhật ấy nó có cái là chính xác là nó là convenience ấy. Trên nó khá là đủ. Kiểu ví dụ như là anh cái gì vào, có đúng không? Anh vào anh mua khăn tắm mua nước cũng có đấy. Rồi anh vào anh làm cái gì cũng có. Mình mua tất đây Family Mart. Đấy, tất Family Mart các thứ đấy. Còn ở đây thì gần như là sơ cổ cây các thứ thì vẫn chỉ là đồ ăn là chính thôi. Đồ ăn cũng có những thứ nhu yếu phẩm nhưng mà không quá đa dạng, anh nghĩ thế. Tối hôm, hai hôm trước hai anh em đi tìm mà mua tẩy. Tẩy á? Mà đi cả khu của em không ai có bán tẩy hết. Khu nào? Khu chỗ Green Bay, chỗ nhà em ấy. Không ai bán tẩy. Khu nhà kia thì là khu người Hàn. Cây mát này, rồi sơ củ cây này, rồi gần ở đấy có cái gì cửa hàng tiện lợi nữa cơ. Nhưng mà không hề có tẩy. Và trong cái đó rõ ràng, bắt đầu em cảm thấy nhớ Nhật, em bảo cái này chỉ cần bước ra ngoài cái đi bất kỳ cái nào Lawson hay là 711 hay là Fami thì nhưng mà convenience hết. Store ở Việt Nam ở Hà Nội là cũng đã nhiều hơn rất nhiều rồi đấy, nhiều hơn rất nhiều rồi. Có nghĩa là ví dụ như ngày xưa Thái Hà này thích nhỉ, thì cả một dãy phố đấy mới có một cái siêu cây thôi, nhưng bây giờ len lỏi khá là nhiều. Nhưng mà chẳng qua là anh nghĩ là phân bổ nó chưa hợp lý lắm. Đúng, công nhận. Ví dụ như ở Nhật là nó sẽ vào cụm dân cư. Đúng rồi, công nhận. Và nó phủ sóng khắp, gần như đúng là rồi. Các bạn cứ thấy có tòa chung cư là loanh quanh đấy phải có 3-4 cái Lawson, Family Mart rồi các kiểu. Nó phân bổ theo ở Nhật nó là chỗ mẹ. Đấy, kiểu ví dụ như là một chỗ mẹ, ít chỗ mẹ, đi chỗ mẹ, san chỗ mẹ. Thì ví dụ như là một cái chỗ mẹ to ấy, thì thường thường nó sẽ có 4-5 cái. Chỗ mẹ bé nó sẽ có từ 2-3 cái, kiểu này.
phân bổ khá là đều. Nói chung là chi chít thì chỉ luôn. Ừ, đấy. Ở Việt Nam gần đây rất là nhiều convenience store rồi, rất nhiều sơ cổ cây. Nhưng mà thường thường chưa lớn. Yeah. Chưa đủ nhiều. Đúng rồi, và họ rất hay chọn ra chỗ nào mà phải đường lớn tiện lợi đi lại thôi. Tại vì có thể là do là mình chưa có thói quen buôn bán ấy, cho nên là người ta vẫn chạy đường to. Chứ còn ở Nhật là kiểu đôi lúc một Starbucks sang lên kiểu rất ít vẫn nó rất là random, nó có những cái cửa hàng tiện lợi để cho kiểu như là người nghỉ dọc đường nữa ấy. Ừ đấy, kiểu này. Đấy, có chỗ để xe, có chỗ sạc, rồi có chỗ đi vệ sinh luôn ấy. Đấy là những chỗ mà kiểu như để cho mọi người đi những cái khu mà đồng không quạnh vẫn có chỗ để nghỉ. Thì convenience store nó mọc lên, còn ở Việt Nam thì chưa đến cái mức đấy. Nhưng đổi lại mình thì có rất nhiều quán trà đá, quán nước vỉa hè. Convenience theo một cách khác, hiểu không? Bây giờ mà bảo là ui, hôm nay trời đẹp này, Shibuya ngồi vỉa hè không có đâu, đúng không? Không, nhưng mà cái cảm giác mùa thu ở Hà Nội mà ngồi trà đá ấy sướng lắm. Em thấy mùa thu ở Hà Nội mà ngồi ở cà phê ấy, mấy quán cà phê mà ngồi ra hơi ra vỉa hè một tí. Thực ra cái đấy nó cũng là văn hóa đấy, nếu mà khai thác nó theo một cách thanh lịch thì em nghĩ là nó hay. Chứ nhất cái đấy đang có mấy đâu. Có, đang ở đây thì đang có một vài quán thôi. Nhớ cái khu mà ở ga Tokyo biết chưa? Rồi. Biết cái chỗ hả? Biết cái khu ga Tokyo đi ra đúng không? Ừ. Xong em mình rẽ trái. Mà để đi ra Uniqlo ấy. À ừ, Jurekcho. Mấy cái đường song song đấy rất nhiều quán người ta bắt đầu kê ra vỉa hè. À không, cái đấy là nó quy hoạch cái phố đấy để kê. Để là thì đấy thì là... có mỗi chỗ đấy thôi. Công nhận. Hôm trước anh thử ra để ăn brunch mà. À đấy á. Cũng muốn thử ngồi vỉa hè Nhật ăn uống xem thế nào. Có công nhận có. Nhà ở Việt Nam là vô biên, ở Việt Nam cái đấy đó là chỉ cần bắt sạp ra là bán thôi. Nó có sự thoải mái riêng của nó. Ở Nhật thì nhiều cái nó bị form nó khá là gò bó. Thực ra anh nghĩ là nếu mà mình về Việt Nam mình có nhiều thứ flexible chứ. Riêng cái việc quay chụp mọi thứ nó rất là nó tiện, nó phải gọi là tiện hơn rất nhiều. Công nhận, flexible hơn nhiều. Cảnh có thể không đẹp nhưng mà đi ra nơi công cộng quay các thứ thì nó cũng cũng thoải mái, không quá là strict. Còn ở Nhật thực ra là ra công viên nhá. Có lần mình với kiện bạn ra công viên định quay. Xong anh đang chuẩn bị setup máy. Bảo vệ ra đuổi mà. Mấy ngày hôm nay anh em mình luôn luôn quay phải cái ngày mà hơi tí là tối sầm. Trước như qua ba thế đúng không? Đang quay tối sầm lại. Đang chưa quay tối sầm. Bây giờ về Hà Nội rồi vẫn cứ tối sầm. Ờ nhưng mà cũng chỉ chắc là anh ý với cái thời tiết này chắc là đôi ba thôi các bạn là nóng. Ở Nhật không có đặc biệt đâu. Ở Việt Nam có đặc biệt thôi. Đấy á. Thì không có. Ừ, ở nhà tâm dữ đặc biệt đâu. Hay hôm nào mình phải tính bạn là lên đặc biệt quay lunch break cho các bạn xem. Nóng không? Ê nhưng mà anh nghĩ là chắc không, có khi ra hồ lại mát lên ấy. Đang đạp ra gió cứ luôn. À, gió hồ thì nhưng mà có một cái nữa, Hà Nội hơn Tokyo đấy. Hà Nội rất nhiều hồ. Hà Nội rất nhiều hồ luôn. Ở Việt Nam, ở Hà Nội có một cái văn hóa gọi là văn hóa hồ ấy. Đi cứ đi lanh quanh lại có hồ, xen lẫn ở trong khu dân cư luôn. Rất nhiều hồ. Ừ nhỉ, thì như Tokyo cũng ít có hồ, và đưa con biển lớn mới có, mà hồ khá là nông. Còn ở Việt Nam rất nhiều hồ, hồ Tây thì gọi là biển hồ rồi đúng không? Đúng rồi, công nhận. Nên cái hồ như này cực kỳ nhiều. Đi ra bên kia phố Quang Trung lại có hồ tiếp. Ừ, công nhận. Kinh khủng, nhiều hồ. Anh thấy cái này khá là đặc trưng nha, đặc trưng. Tại vì mình là vùng đồng bằng đấy, còn ở Nhật thì anh nó hơi trung du một tí. Đi đường cứ dốc dốc, nghiêng ấy. Anh nghĩ là nước nó khó đọng. Của Hà Nội hồ, rất nhiều hồ. Cái đấy là cái mình cũng khá enjoy cái chuyện là nhiều hồ. Cảnh quan các bạn. Ừ, cảnh quan khác. Nên là công nhận là thứ hai em nghĩ là mình sẽ ví dụ như Mark lần này là lần đầu tiên quay lunch break đúng không? Sau ví dụ như là khoảng thời gian sau chúng ta sẽ phải ngồi gọi là revisit lại. Xem là bây giờ mình thích ở Việt Nam hơn hay thích ở Nhật hơn. Để khi cảm xúc nó lắng đọng xuống. Sau khi úi rồi ôi. Có hơi toát chân không? Vâng. Sau khi mà gọi là hòa nhập hơn với cộng đồng, sau khi mà gọi là công việc các thứ ổn định hơn thì anh em mình sẽ làm một cái nữa để tiếp tục so sánh xem mà mình nhớ lại ở Nhật xem là mình có thực sự là mình trăm bảy cỡ 6 tháng rồi đó. Đây kiểu đấy. Cảm xúc đấy luôn đấy. Còn giờ thực ra là hai anh em mới về. Mỗi thằng cách nhau về một tuần thôi nên là anh nghĩ là cũng có nhiều cảm xúc đang hơi lơn cợn. Thật sự. Anh nhiều hôm anh còn kiểu déjà vu cơ. Kiểu của thế là mình sắp đi Nhật hay là mình về Việt Nam rồi. Cảm giác bây giờ anh đang rất giống cái giờ này năm ngoái là lúc anh đang chuẩn bị đi Nhật. Chuẩn bị đi. Đấy, thế đúng lúc mà về nhà dọn bát đũa ấy. Cảm thấy như chưa hề có cuộc chia ly vậy. Kiểu không biết mình đã đi Nhật chưa. Còn giờ mà bảo cho sang Nhật thì sang luôn đấy. Sang ngay và luôn. Cũng thích.
Nhưng mà cũng phải từ từ đã, anh cũng muốn xét đau một thứ. Xong rồi nhớ đâu săn vé mà cuối năm có vé rẻ thì sang một tí được. Visa còn mà. Visa còn mà. Anh còn visa đến hết năm nay cơ. Em visa năm sau cơ. Đây, chính ra là thực ra bọn mình muốn quay lại thì vẫn quay lại thôi. Đúng rồi. Quan trọng có lý do để quay lại không thôi. Đó. Sang đấy mà thực ra lại sang lêu heo mấy tuần thì cũng thực ra cũng hơi chán đấy. Công nhận. Tại vì cũng không phải là có cái gì bọn mình không biết, không có mục đích ấy. Có gì cần trải nghiệm thì cũng lướt qua hết rồi đúng không? Công nhận. Bây giờ sang đấy thì cũng không hẳn là mình bọn mình cần đi thăm thú hay đi gì, chẳng qua là bọn mình enjoy cuộc sống ở đấy thôi. Nếu mà các bạn cũng là một du học sinh vừa mới về hoặc là đã có trải nghiệm là đã đi du học ở nước ngoài hoặc là rời xa bố mẹ một thời gian dài rồi quay trở lại Việt Nam đây để làm việc công tác, thì các bạn hãy chia sẻ cho mình là cái cách các bạn hòa nhập lại như thế nào và cảm nhận các bạn có muốn quay trở lại cái đất nước trước đấy mà mình đã từng đi hay không? Có cảm thấy đấy là quê hương thứ hai không? Thứ hai không? Có quê hai giống như anh ấy sinh không? Thì nhớ comment xuống bên dưới nhá. Bữa này thực ra anh khá là enjoy đấy. Hôm trước anh cũng ăn thử bánh mì thì xin nướng một số chỗ khác ấy. Nhưng mà túm lại quay lại quán Bà Ngà ở Quan Trung thì chất lượng khá là ổn định, thấy cũng vẫn ngon, vẫn ok. Đấy. Anh nghĩ là về đây mình còn được thử những nước ngon hơn nữa. Nước ok. Nước ngon, mát. Nước ra... kiểu sao nhỉ? Đa dạng hơn ở Nhật đấy nhỉ? Đa dạng hơn. Kể cả nhá, đơn giản như là Starbucks ấy. Ba anh là Starbucks Nhật. Xong nó bảo là menu Starbucks ở Việt Nam dài hơn rất là nhiều. Và nhiều món hơn. Đấy, mặc dù ở Starbucks ở Nhật cũng là một trong những kiểu như là đại bản doanh lớn ấy. Có cái ở Meguro ấy, là một trong những cái lớn nhất thế giới mà. Nhưng mà menu rồi đồ uống cũng không phong phú bằng ở Việt Nam. Tại vì thực ra mình là Mình là nguồn cà phê lớn mà. Thì có nhiều thứ được ưu đãi về mặt thiên nhiên hơn. Hẹn này em chấm bữa này cho 8 điểm đi, cộng 1 điểm lần đầu tiên quay lại Switch. 8 điểm ở Việt Nam là 9 điểm. Nhưng mà kể ra trời mát hơn thì... kể ra trời mát hơn. Tóc mình lúc đấy rất là đẹp, mình trước khi gặp Kiên Phạm là mình sấy, mình xịt rồi các kiểu bây giờ... Ở Việt Nam thôi, bỏ. Thế mà ngày xưa không hiểu kiểu gì nhá, mấy anh em chơi tóc các thứ, vút các thứ kiểu bây giờ mình thấy công nhận luôn đấy. Về Việt Nam hơi ngại. Về Việt Nam ngại lắm, kiểu mồ hôi các thứ kiểu thế mà vẫn ngắm vuốt được thì công nhận là cũng giỏi đấy. Nhất là mùa hè rất là khó giữ form. Công nhận, khó giữ form, và chưa kể mùa hè đấy. Bây giờ mình đang cố gắng mặc cái này thôi chứ bây giờ không biết là một tháng, hai tháng sau còn mặc được như thế này không. Một tuần, hai tuần thôi. Một tuần, hai tuần thôi à? Anh nghĩ thế. Thời tiết là nó sẽ càng ngày càng khắc nghiệt đấy. Thế là nếu mà các bạn biết địa điểm nào quay lunch break có thể mát mẻ hơn để trưa anh em mình nghỉ làm, nghỉ học mà có thể tạt qua được ấy thì hay comment bên dưới. Hay là có các bạn chủ quán nào có cửa hàng cà phê thật là đẹp mà muốn nếu mà mình đến có nhã ý thăm đúng không? Sẽ đến thăm. Chuẩn, đúng rồi. Rất là hy vọng là chúng ta có nhiều địa điểm để làm lunch break hơn nữa. Chứ còn là nhiều cái content hay hơn nữa. Không có tương lai ngồi ở mùa hè là ngồi ở ngoài, không có tương lai được đâu. Ngồi ngoài xong rồi được một hai số thấy Kiên Phạm ướt hết đi ra. Ướt hết áo rồi, đã ướt rồi này. Đấy, xong rồi chưa kể hai thằng đen xì. Không có chuyện gọi là Kiên Phạm xin phạm gọi chẳng đéo nữa. Đéo ở đâu. Ok, thì cảm ơn mọi người trưa nay đã dành thời gian để ngồi đây nói chuyện và chia sẻ với mình. Nếu mà các bạn cũng có những cái trải nghiệm tương tự hay là đã từng trải qua những cái trải nghiệm tương tự thì hãy chia sẻ với mình để xem là mọi người đã hòa nhập ra sao khi mà đi xa rồi trở về. Bọn mình cũng vừa đi xa và trở về đây, đã chia sẻ với mọi người rất nhiều rồi. Nếu mọi người có những trải nghiệm tương tự thì hãy chia sẻ thật nhiều xuống bên dưới nhé. Còn bây giờ thì vẫn giữ lại truyền thống đấy nhỉ? Kết thúc. Cảm ơn mọi người, bữa ăn rất là ngon. Bye bye.